Hi, xin chào bạn. Trên tay mình là cái len Batik 40mm f2.0. Đây là một cái len của hãng Zeiss và mình rất là ấn tượng khi mà lần đầu tiên mình sử dụng nó, và thật sự ra là mình rất là thích nha. Bản thân mình cũng không hề để ý gì đến cái len này, nhưng mà hôm bữa mình mượn được của một người bạn, và khi mình cầm nó lên mình sử dụng, mình chụp thử một vài tấm hình, mình quay vài shoot phim, và mình thấy cái len này nó rất là hay, rất là ấn tượng, tạo cho mình một cái cảm giác rất là thích khi mà mình sử dụng cái len này. Thật sự ra thì rất là khó để mà diễn đạt cho các bạn hiểu được, thành thử ra mình phải làm cái clip này để mà chia sẻ cho các bạn. Hy vọng là clip của mình sẽ tạo cho các bạn một cái góc nhìn mới về cái len Batik 40mm f2.0 này. Batik là một cái dòng len của Zeiss. Lúc trước thì mình đã xài Batik 25 f2.0 rồi. Bây giờ thì mình được trên tay là Batik 40mm f2.0. Mình sẽ nói sơ về cái dòng này cho các bạn dễ hình dung. Thật sự ra lúc mình cầm lên tay mình hơi bất ngờ, tại vì nhìn thì nó bự nhưng mà cầm lên thì nó rất là nhẹ. Rồi bên cạnh đó thì cái len này nó có một cái vòng focus ở đây, là vòng cao su để cho các bạn focus. Nó có một cái màn hình LCD ở đây nha. Màn hình này nó hiển thị khoảng cách lấy nét và nó hiển thị được cái độ sâu trường ảnh. Khi các bạn tháo ra và các bạn nhìn ở mặt sau của nó nè, nó sẽ có một cái lớp cao su để cho nó kháng bụi và kháng nước. Cao su nó làm rất là dày nha. Ở đây thì nó sẽ có một cái chữ dây. Trên chiếc len này thì nó có cái nút gạt ở đây. Cái nút gạt này nó có 3 mức nha. Mức thứ nhất là full, nhưng mức thứ hai là mức 0.4m tới vô cực, có nghĩa là 40cm đến vô cực, và mức cuối cùng 0.24m đến 0.5m, có nghĩa là 24cm đến 50cm. Thì cái len này nó có khả năng chụp rất là cận, khoảng cách của nó là 24cm. Về độ nét nha, đầu tiên thì về độ nét thì mình nghĩ là nhiều anh em sẽ quan tâm về độ nét. Thì trên chiếc len này độ nét nó rất là ok, có nghĩa nó không phải là nét cực kỳ nét đâu nha, mà nó nét vừa đủ thôi. Không phải như len Sigma hay len Tamron, những cái len Sigma nó nét kinh khủng lắm. Hãng Zeiss họ sản xuất một chiếc len đó, họ có nhiều cái yếu tố lắm chứ không phải là độ nét không thôi. Chất lượng ống kính gồm có là chụp ngược sáng nè, flare nè, khử viền tím nè, độ méo, độ cong nè, rồi độ nổi khối nè. Thì trên chiếc len Zeiss này nó có độ nét, nó có nè, vừa đủ xài nè, nổi khối nè, rất là ok nha. Chụp ngược sáng ổn nha, xử lý flare tốt nha. Nhưng mà viền tím thì nó vẫn bị viền tím nha. Khi các bạn chụp ngược sáng mà cái độ tương phản cao thì nó sẽ xuất hiện viền tím và viền xanh nha. Đây là một trong những cái nhược điểm trên chiếc len này. Tuy nhiên thì khi các bạn chụp hình thì các bạn có thể xử lý nó được, cũng không có gì là khó khăn đâu. Tại vì len nào thì cũng nó cũng có ưu nhược điểm thôi, quan trọng là chúng ta có thể bỏ qua được nhược điểm đó hay không thôi. Và đến độ nhược điểm đó thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta có độ nổi khối. Cái len này khi chụp hình lên nổi khối rất là ok, sẽ có khả năng chụp cận và cho ra những tấm hình close up macro rất là ok. Thì mình sẽ test cho các bạn coi. Về độ nổi khối thì mình đã có chụp một vài tấm hình. Đây là những tấm hình mình chụp ở điều kiện ánh sáng tự nhiên nha. Khi mình chụp người thì tấm hình nó không có xóa phông nhưng mà nó vẫn nổi bật được cái chủ thể đó, rất là hay. Đó là khi mình cầm cái len này đó, mình chụp mình thấy rất là thích. Quay trở lại tiêu cự 40mm đây. Đây là một tiêu cự mà lúc trước mình đã chê. Thật sự ra là khi mình thấy người ta ra cái len này mình chê, mình nói bây giờ tiêu cự 40mm xài cái gì, sao chụp khẩu f2.0 quá nhỏ. Bây giờ người ta ra cái len đó thì người ta phải ra cái len f1.8 là bèo nhất rồi, đúng không? Thậm chí là bây giờ có len 1.2 hoặc là f1.4, chứ còn 2.0 thì mình chê, lúc đó mình chê thiệt luôn á, và mình không hề quan tâm đến nó. Nếu mà các bạn muốn chụp chân dung á thì thường chúng ta sẽ chọn những cái tiêu cự là 50 trở lên, ví dụ như là 50 nè, 85, 135 thì khẩu độ các bạn sẽ hay mua là 1.8 hoặc là 1.4, đúng không? Cái len thường thường bây giờ là đã có Sony 85mm f1.8 rồi, người ta mua len đó để chụp chân dung rồi, chứ ai đi xài cái len 40mm f2.0 này nữa, đúng không?
Còn nếu mà các bạn chụp phong cảnh hay là các bạn đi du lịch thì các bạn sẽ thích những cái lens ví dụ như là 24mm f2.8 hoặc là f2.0 hoặc là 1.8 gì đó. Và đây là một cái tiêu cự lưng chừng mà rất khó sử dụng. Thì đó là lúc trước mình nghĩ nha, còn bây giờ khác rồi. Nhưng mà sau một thời gian mình sử dụng thì mình thấy wow, tiêu cự này rất là thú vị nha. Nó phù hợp cho rất là nhiều thứ. Ví dụ như các bạn chụp trong cái điều kiện là trong phòng đi, cái phòng khá là chật chội thì các bạn có thể sử dụng cái lens này để chụp nè, để quay nè, quay rất là đẹp nha. Và các bạn chụp food nè, chụp đồ ăn á, nó cũng rất là hay, tại vì nó có thể chụp macro được, chụp cận được. Cái tiêu cự của nó là phù hợp, ví dụ như hai bạn ngồi ăn với nhau đi thì bạn này sẽ chụp cho bạn kia, chụp thấy được nửa người bản thân và thấy được đồ ăn hoặc là thấy được gì đó. Thì cái cách mà khi mà các bạn đi ăn uống, đi uống cà phê á, các bạn cầm cái lens này các bạn chụp, chắc chắn nó sẽ cho ra được rất là nhiều ảnh đẹp luôn. Còn nếu mà các bạn sử dụng những cái lens như là tiêu cự hẹp quá, ví dụ như là 50 hoặc là 85 đi, lúc đó các bạn chụp sẽ hơi bị khó. Những cái lens góc rộng thì khi các bạn chụp lên thì được cái là nó sẽ bao quát tất cả mọi thứ và nó sẽ cho tấm hình của chúng ta nó vui vẻ hơn, nhìn nó phóng khoáng hơn, nó lưu giữ kỷ niệm này kia. Còn khi mà chụp đẹp, gọi là chụp một tấm hình cho nó có cái hồn, cho nó có một cái sự nổi bật, thì cái tiêu cự 35-40 thì là một trong những cái tiêu cự mình thấy là hợp lý. Các bạn dùng để chụp street light cũng được nè, chụp đời thường, tất cả mọi thứ mình thấy rất là ok. Và đặc biệt thì cái lens này mình nói nhiều lần rồi, cái độ nội khối của nó rất là thú vị ấy. Cái lens này nó có một cái bokeh cũng khá là hay nha, khá là đẹp. Thì mình sẽ chụp cho một vài tấm hình cho các bạn xem và các bạn tự đánh giá nha. Thì bokeh nó thuộc vào tiếp mỗi người, có những người thích bokeh mắt mèo, có những người thích bokeh méo, có những người thích bokeh vật tròn. Hồi trước nó mới ra thì lens mới đâu đó khoảng 25 triệu, bây giờ các bạn mua đâu đó là khoảng 15-13 triệu thì mình thấy cũng hợp lý rồi. Thì đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ đến các bạn về chiếc lens Batiste 40mm f2.0 này. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Nếu có thắc mắc gì thì hãy để lại comment cho mình nha. Và nhớ đăng ký kênh của mình là The Studio nha. Bye bye.